Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau giải cái bài tập này. Bây giờ thầy mô phỏng hình vẽ như sau. Đây là tam giác ABC. Điểm A có tọa độ là 21, điểm B 32. Và điểm C là 31. Giải quyết IA đó là tính số đo của cái góc BAC. Ở phần lý thuyết cơ sở, thầy đã nhắc công thức tính góc trong tam giác, đúng không? Thế thì ở đây áp dụng chúng ta sẽ có cốt của góc BAC. Cốt của góc BAC chính là cốt của góc giữa hai vector chung gốc A, đó là vector AB và vector AC. Theo công thức cốt của góc giữa hai vector thì nó sẽ bằng vector AB nhân vô hướng với vector AC chia cho độ dài vector AB nhân với độ dài vector AC. Đấy. Cụ thể ở đây nó bằng vector AB tọa độ điểm B trừ tọa độ điểm A. Chúng ta có vector AB là 11, vector AC là 10. Độ dài vector AB tức là độ dài vector 11 nhân với độ dài vector AC tức là độ dài vector 10. Cụ thể bằng nhân vô hướng hai hoành độ nhân với nhau cộng hai tung độ nhân với nhau. Độ dài vector là căn bậc 2 của hoành độ bình cộng tung độ bình. Đấy, chỉ việc áp dụng công thức thôi. Và kết quả đây sẽ bằng trên tử của chúng ta bằng 1, dưới mẫu bằng căn 2, tức là bằng căn 2 trên 2. Trục căn thức ở mẫu số đấy. Cốt của góc A này bằng căn 2 trên 2, chứng tỏ góc A bằng 45 độ. Góc BAC sẽ bằng 45 độ.